Thank you.
打起来。Một chiếc xe bị hỏng không thể lùi được, thế nhưng với các sáng tạo đặc biệt này, ông bố không những trở thành người hùng trong mắt cậu con trai mà còn của rất nhiều người. Thoạt nhìn, mọi người có thể lầm tưởng anh ấy đã bị vệt nước sai lầm lên chiếc đĩa. Thế nhưng, đó lại là một tác phẩm tuyệt đẹp mà cũng thật nhanh đấy. Thêm một chàng trai có bộ xương sống của loài bạch tuộc. Bạn nhìn xem, anh ấy có thể thực hiện những động tác mà đối với người bình thường thì đó là điều không tưởng. Anh ấy không chỉ là một vận động viên chuyên nghiệp mà anh ấy còn là một nghệ sĩ uốn dẻo thực thụ đấy. Tôi không biết mất bao nhiêu lâu anh ấy mới có thể đạt trình độ đánh gốc điêu luyện như hiện tại, nhìn thôi cũng đủ thấy nể rồi. Đến với cửa hàng anh ấy, bạn không chỉ được thưởng thức một cây kem ngon lành mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp đấy. Không biết rèn luyện bao lâu, cô ấy mới đạt trình độ này. Bạn nhìn xem, không một giọt mật nào bị rớt ra ngoài miệng lọ cả. Bạn nhìn xem, anh ấy đã tạo nên kẹo mạch nha này hoàn hảo thế nào. Chỉ vài thao tác điêu luyện của mình, anh ấy đã khiến bất kỳ thực khách nào cũng ngưỡng mộ. Nếu bạn